Xin chào thân anh em đồng bọn thân thương, đây là cảm sâu. Khi mà nhắc về Phần Lan thì với các bạn ấn tượng là gì? Với một số người thì bạn biết được đó là thủ đô Helsinki chẳng hạn. Một số người thì còn thấy Phần Lan là một đất nước xa lạ và chẳng có gì nổi bật. Một số khác thì lại biết được, nơi đó có Nokia hay điện thoại lừng danh mà bây giờ hết lừng rồi. Một số người yêu thích đua xe công thức 1 sẽ biết đến Kimi Räikkönen, người tuyết. Và với những ai yêu bóng đá, đặc biệt là ấn tượng với chiếc vô địch Champions League năm 95 của Ajax Amsterdam, sẽ không thể nào quên được một nhân vật cực kỳ chủ chốt, đó là Jari Litmanen. Bên cạnh rất nhiều những ngôi sao bóng đá Hà Lan khác thì có một ngôi sao Phần Lan cực kỳ nổi bật. Và nếu như mà không nhắc đến Jari Litmanen, có lẽ nhiều người cũng sẽ không biết đến đất nước Phần Lan. Và ông là một huyền thoại và là một cái người đại diện cho suốt một cái chiều dài lịch sử của đất nước ở Bắc Âu này. Và ngày hôm nay trong series Giờ Ra Sao, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Jari Litmanen. Jari Olavi Litmanen sinh ngày 20 tháng 2 năm 1971 tại Lahti, Phần Lan, trong một gia đình có truyền thống thể thao. Với cha là một cựu cầu thủ, ông Olavi Litmanen. Đây là một thành phố nhỏ ở Phần Lan với diện tích chỉ vòn vẹn 135 km² và cũng được coi là một thành phố yên bình. Với diện tích nhỏ bé, Lahti không phải là nơi lý tưởng để những cậu bé có niềm đam mê về trái bóng tròn như Litmanen có thể cảm thấy thoải mái. Vì thế, chỉ sau 4 năm ăn tập ở lò đào tạo của câu lạc bộ địa phương, ông đã được chuyển sang thi đấu cho một trong những đội bóng lớn nhất đất nước, đó là Helsinki, vào năm 1991. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, Jari Litmanen được câu lạc bộ hùng mạnh của Hà Lan là Ajax Amsterdam chiêu mộ với mức giá chuyển nhượng 14.000 euro. Đây không phải là một con số vừa phải ở thời điểm đó để có được một ngôi sao mới nổi như Litmanen, không cảm thấy áp lực về những yếu tố ngoài sân bóng. Chỉ cái thành tích 16 bàn thắng trong 27 trận của ông cũng chỉ là hiện tượng ở một giải đấu không được đánh giá quá cao về mặt chuyên môn như Phần Lan. Câu chuyện Jari Litmanen chuyển sang Ajax cũng được xem là điều khá bất ngờ, khi lúc đó đã có không ít các ông lớn để ý đến cựu tiền vệ của Helsinki, trong đó có Barcelona, PSV hay Leeds United. Thậm chí rất nhiều người tưởng rằng Jari Litmanen sẽ gặp đến Barca. Nhưng tất cả đã thay đổi và ông chính thức là người của Ajax. Và đây chắc chắn là một trong những quyết định đúng đắn nhất trong sự nghiệp của ông. Một sự nghiệp như mơ tại xứ sở có xe gió. Sau khi buổi họp báo kết thúc, tôi đi vào phòng và nhìn thấy Jari Litmanen. Khi đó tôi nhìn sâu vào đôi mắt cậu ta. Đó là một đôi mắt rất đẹp, ẩn chứa một ý chí bất diệt. Vì cậu ấy không phải là một người nhút nhát, rụt rè, cũng không là người hay ra dáng đội trưởng bằng cách đập thật mạnh xuống bàn, nói chuyện với các đồng đội rằng hãy làm theo cách của tôi. Nhưng Litmanen đã có DNA của một người dẫn đầu, dù anh ấy có thể không thích điều này. Jari Litmanen muốn biết mọi thứ liên quan đến bóng đá và câu lạc bộ, thậm chí là mọi khía cạnh liên quan đến trận đấu. Vì thế, chúng tôi gọi anh ta là giáo sư, bởi vì nếu như bạn hỏi bất kỳ câu nào liên quan đến bóng đá, anh ấy cũng đều trả lời được cho bạn. Đó là những chia sẻ của cựu thành viên ban lãnh đạo Ajax vào những năm 90, David Ahn. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Louis van Gaal, Jari Litmanen được chỉ định thi đấu ở vị trí tiền đạo thay thế cho Dennis Bergkamp, người mà nhiều khả năng sẽ chia tay Ajax để chuyển sang thi đấu cho Inter. Tuy nhiên, ông vấp phải rất nhiều sự hoài nghi của người hâm mộ khi có xuất thân từ một câu lạc bộ nhỏ bé từ Phần Lan, cộng thêm thành tích ghi bàn nghèo nàn với chỉ một lần được bóng vào lưới đối phương trong 12 lần ra sân ở mùa giải 92-93. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi một cách chóng mặt trong mùa giải tiếp theo. Trong tổng cộng 30 lần được đưa vào sân, Jari Litmanen có tới 26 lần ghi bàn, một hiệu suất cực kỳ khủng, với gần như mọi trận xóa giày ra sân là ông sẽ có bàn thắng. Và đương nhiên thành quả cho những nỗ lực của tiền vệ sinh năm 1971 là chức vô địch quốc gia Hà Lan, kèm với danh hiệu vua phá lưới mùa 93-94. Những mùa sau đó tuy không có hiệu suất ghi bàn khủng, nhưng vai trò của Litmanen là không thể bàn cãi, lần lượt 17 và 14 bàn trong 27 và 26 lần ra sân ở hai mùa tiếp theo. Thậm chí từ đầu mùa giải 94-95 cho đến nửa đầu mùa 96-97, Ajax là một đội bóng vô đối với thành tích 52 trận bất bại, kèm với đó là lọt vào trận chung kết Champions League đối đầu với AC Milan. Trong trận chung kết diễn ra cực kỳ căng thẳng tại Áo, Jari Litmanen đã bị thay ra phút 70 và đương nhiên ông không hề có đóng góp gì cho bàn thắng duy nhất của người đồng đội Patrick Kluivert. Nhưng với bàn thắng quý như vàng đó, Litmanen cũng trở thành cầu thủ Phần Lan đầu tiên trong lịch sử vô địch Champions League, thành tích mà phải một thập kỷ sau mới có người lặp lại, đó là Sami Hyypiä khi vô địch cùng Liverpool vào năm 2005. Mùa bóng 95-96 cũng được xem là mùa bóng đại thành công của Jari Litmanen ở đấu trường châu lục. Ajax một lần nữa góp mặt tại trận chung kết và đối thủ lần này là Juventus. Dù câu lạc bộ nước Ý đã có bàn thắng sớm nhờ công của Ravanelli ở phút 13,
Nhưng chính Jari Litmanen là người đã lập công gỡ hòa trước khi hiệp 1 khép lại. Đây cũng là bàn thắng thứ 9 của cựu cầu thủ người Phần Lan, đồng thời biến ông trở thành cầu thủ Phần Lan có nhiều bàn thắng ở đấu trường cao nhất châu Âu cấp câu lạc bộ. Và đương nhiên, về chính bàn thắng, danh hiệu vua phá lưới màu bóng năm đỏ không thể thoát khỏi tay số 10 của Ajax. Thừa thắng xông lên, UEFA Super Cup và Intercontinental Cup cũng được Jari Litmanen và các đồng đội đem về phòng truyền thống, đánh dấu một mùa giải gần như hoàn hảo của thầy trò Luis Van Gaal. Tuy nhiên, ngoại trừ Real Madrid, không một câu lạc bộ nào có thể phá được lời nguyền Champions League, đó là vô địch 2 năm liên tiếp. Có lẽ vì chính lời nguyền đó mà đại diện của Hà Lan đã thất thủ trong lượt sút penalty khi Edgar Davids và Sonny Siloy đã thực hiện không thành công lượt đá của mình. Còn Giro Ferrara, Gianluca Pesotto, Michele Panovano và Vladimir Djokovic đều thành công với lực đá của mình, qua đó giúp Juventus bước lên ngôi vàng Champions League. Mùa bóng 96-97 chứng kiến một phong độ tương đối nghèo nàn của Jari Litmanen với chỉ 6 bàn thắng trong 16 lần ra sân, là quá để Ajax có lần thứ tư liên tiếp làm vua bóng đá tại xứ sở hoa tulip và họ phải nhường lại danh hiệu này cho PSV. Tuy nhiên, có vẻ như nó đụng đến lòng tự ái của nhà vô địch Champions League 95. Ajax nhanh chóng chứng minh vị thế số 1 bóng đá Hà Lan bằng chiếc vô địch vào năm 98. 89 điểm của Ajax đã bỏ xa nhà đương kim vô địch năm trước là PSV khi họ chỉ có được 72 điểm. Còn cá nhân Jari Litmanen có chứng minh 16 bàn thắng. Mùa giải cuối cùng của ông tại Hà Lan được xem là không mấy êm đẹp khi 11 bàn thắng của Litmanen thậm chí là không đủ để câu lạc bộ tranh suất dự Champions League. Hà Lan chứng kiến sự thống trị của Feyenoord với 80 điểm, trong khi Ajax chỉ kết thúc mùa giải vị trí thứ 6. Đi thật xa để trở về. Tháng 7 năm 1999, Barcelona đã may mắn có được Jari Litmanen với mức giá 4 triệu euro. Đây không phải là một mức giá quá cao cho ngôi sao đã khẳng định tên tuổi của mình. Thậm chí Barcelona còn sở hữu Litmanen ở độ tuổi rất đẹp trong sự nghiệp là 28. Tuy nhiên, trước áp lực quá lớn đã khiến cho huyền thoại người Phần Lan phần nào không thể hiện được hết phẩm chất săn bạc của mình, mặc dù người dẫn dắt Barcelona thời điểm đó là vị huấn luyện viên cũ Luis Van Gaal. 3 bàn thắng trong vòng 21 trận tại La Liga thực sự không đủ để Litmanen có thể trụ lại sân Camp Nou. Mùa giải 2001, tiền vệ người Phần Lan không có nổi bất kỳ một bàn thắng hay kiến tạo nào. Hệ quả là ông phải chia tay Tây Ban Nha. Rất nhanh chóng, Liverpool đã giang tay ra đón cựu tiền vệ của Ajax. Hai mùa giải tại sân Anfield dù không quá ấn tượng, nhưng Jari Litmanen vẫn có thêm một chiếc cúp FA, một siêu cúp Anh, một UEFA Cup và một siêu cúp châu Âu vào năm 2001 trước khi quay về Ajax vào năm 2002. Tại đây, ông kiếm về cho mình thêm một danh hiệu vô địch quốc gia vào năm 2004. Nhưng trong cả thảy 6 trận được trao cơ hội mùa giải năm đó, Litmanen không hề có một lần nào điền tên lên bảng điện tử. Vì thế, một lần nữa ông ra đi. Nói là ra đi nhưng thật ra là quay về câu lạc bộ thời thơ ấu Lahti ở quê hương Phần Lan vào năm 2004. Những năm tháng còn lại của Jari Litmanen diễn ra tương đối êm đẹp khi ông thi đấu cho những đội bóng có trình độ trung bình như Fulham của Anh, Malmö của Thụy Điển hay câu lạc bộ Helsinki tại quê nhà trước khi chính thức treo giày vào năm 2012. Sau khi giải nghệ, Jari Litmanen chuyển sang tham gia các show truyền hình về bóng đá mỗi khi có các giải đấu lớn. Bên cạnh đó, ông còn cho xuất bản cuốn tự truyện của riêng mình không lâu sau khi chia tay sân cỏ. Vừa rồi, chúng ta vừa điểm lại những nét thú vị trong sự nghiệp của ông vua bóng đá Phần Lan, Jari Litmanen. Cựu tiền vệ sinh năm 1971 chính là vận động viên đầu tiên được dựng tượng vào năm 2010. Bức tượng được đặt tại Lahti, nơi đã sản sinh ra huyền thoại của đất nước này. Có lẽ sẽ rất lâu nữa Phần Lan mới có thể có cho mình một huyền thoại xuất chúng như Jari Litmanen hay bậc hậu bối của ông là Sami Hyypiä. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên Giờ Ra Sao.